Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với kênh 69 Gia Minh. Ok anh em ơi, hiện tại bây giờ mình đang chơi cái tựa game mới đó, game Hải Tặc Loạn Chiến. Và ở clip này thì mình sẽ review thử cái tựa game này như thế nào nha anh em. Hiện tại thì sáng vừa mới vô game thì nó hơi chật chuột đăng nhập xíu, và hiện tại bây giờ game nó đã vô được bình thường rồi anh em. Đây, hiện tại bây giờ đang là ở khúc đầu game đó, có gầu trắng, Jinbei, Luffy, Ben Batman với lại Marco. Ui, bên kia thì toàn là bên đô đốc, bên hải quân thôi anh em. Có anh Sileo này, hiện tại bây giờ nó đã theo băng gâu đen rồi nè. Ôi, con nào có kỹ năng lock là gì? Gap, Aokiji nè, Akainu, Kizaru với lại Sengoku. Khá là đông, ui, có lẽ bên mình giờ thua chạy. Còn mỗi mình gâu trắng thôi. Mỗi mình gâu trắng thôi. Solo lại với team bên kia. Ui, Sengoku bên kia nó kỹ năng khá là đẹp nè. Kỹ năng khá là êm. Chắc là chết quá, đúng rồi, chắc là đứt bóng. Điều chỉnh đội hình để tăng cường sức mạnh, cải thiện chỉ số anh hùng, nâng cấp trang bị để mạnh hơn. Ok, đây, tại bây giờ đã thua rồi. Loại bây giờ mình sẽ chọn loại nào bây giờ ta? Bây giờ mình sẽ chọn Luffy đi. Đây, sẽ đặt tên 69. Ui, nhầm xíu. Đây, ok, tiếp tục trải nghiệm tự game rồi anh em à. Đây, bây giờ mình sẽ vô và mình sẽ trải nghiệm thử. Hiện tại bây giờ đã là cái bản tiếng Việt rồi. Cái bản tiếng Việt thì nó sẽ dễ hiểu hơn so với cái bản tiếng Anh. Hôm bữa anh em không hiểu cái bản tiếng Anh khá là khó hiểu. Đây, chúc mừng bạn đã nhận được khá là nhiều ngọc này. Ôi, cái áo Sanji, bộ trang bị đầu bếp của Sanji, điếu thuốc của Sanji và cái này dùng để lệnh treo thưởng, nhưng mà để dùng quay ở trong cái nhà hàng quá nè. Rồi ok, bây giờ mình đã nhận hết đây. Và đầu tiên khi chơi game thì tất nhiên là anh em phải nhập gift code anh em. Hiện tại giờ mình không biết cái gift code mình bỏ ở đâu đây. Ok anh em, đây thì đây là cái danh sách gift code này. Hiện tại giờ chỉ có 6 cái gift code anh em, xíu nữa mình sẽ vô mình lấy thêm một số cái gift code Luffy Gear 4 này kia. Đó, hiện tại giờ mấy gift code kia AD gửi ở trong cái tin nhắn ở trên Facebook anh em. Ok, hiện tại bây giờ là đang ở trong nhà hàng. Anh em có thể là qua bên đây là thu thập. Ui, ok, là gì? Bỏ qua, à, mình có thể bỏ qua được cái hướng dẫn anh em. Đây, bây giờ mình sẽ vô mình thu thập miễn phí là cái này. Đây, đá tinh luyện siêu hiếm bên đây là cái gì đây? Đá tinh luyện tiếp, ui, toàn là đá tinh luyện không chạy. Ui, cái trái quỷ khói, à, khá là êm. Bây giờ mình sẽ qua bên đây, mình sẽ chiêu mộ tướng miễn phí. 30 mảnh gót anh em, 30 mảnh gót. Ok. Đây, đợi giờ game nó hơi bị sượng sượng xíu anh em. Bên đây là cái gì đây? À, kit, sở hữu được một con kit luôn anh em à, được một con kit trực tiếp luôn chứ không phải là mảnh kit nữa. Chiêu mộ thường cần phải tốn 20 vàng, 50 vàng và 100 vàng. Tại bây giờ mình đang có 200 vàng, bên cửa hàng là có bán cái gì đây? À, dùng vàng để mà mua mấy cái trang bị, mấy cái đồ đạc này anh em, giảm giá nè. Ui, game nó hơi bị giật một xíu. Bây giờ mình sẽ xem thử đi. Thôi, đầu tiên thì mình sẽ nhập gift code trước anh em. Thì đầu tiên anh em sẽ vô cái con option truyền tin nào. Bây giờ mình sẽ vô đây, mình sẽ tắt cái nhạc đi cái đó. Nhanh, vô cài đặt nó mất tiêu ta. Cài đặt như bên dưới này. Cài đặt. Đây, bây giờ mình sẽ tắt cái nhạc. Ôi, tắt là tắt nguyên âm thanh luôn đó, chứ không phải là tắt nhạc hả. Sau bet in battle, hiển thị con bet khi mà chiến đấu. Tắt cái này là anh em có thể là tắt luôn cả cái nhạc. Không biết là có cái nhạc không nữa, để mình xem thử đây. Ui, cái nhạc này sợ bị dính bản quyền đó anh em. Hiển thị, ok, bây giờ mình có thể đít vô đây để mà bỏ qua. Thôi, mình sẽ để đỡ cái nhạc mà nó hơi bé lại xíu nè. Đó, để bé lại xíu xíu mình sẽ chèn mấy cái nhạc kia cho nó lòng bớt. Ok, bây giờ mình sẽ nhập gift code anh em. Đầu tiên sẽ là gift code vòng quay số 2, anh em gõ giống như bên đảo game đảo kho báo vậy nè. Anh em gõ RC. Ui, nó bị lắc dữ vậy ta. Bây giờ mình sẽ tắt bớt mấy cái web này đi. Đây, để mình xem thử. Ui, còn khá là dư khá là nhiều
RAM với lại CPU mà. Không biết làm sao game nó lại khá là giật. Đó. Rồi C vòng quay số 2. Rồi ok, bây giờ mình sẽ gửi để mình nhận phần thưởng. Đây, được thẻ cổ vũ nhân 5. Ok, luôn. Game nó khá là lắc vậy ta. Tại bây giờ mình đâu có sử dụng cái gì nhiều đâu. Game máy tính nó vẫn là khá là ổn, mà game này lại khá là lắc. Đây, bây giờ mình sẽ tiếp tục cái vòng quay số 2. Đây, bây giờ mình sẽ nhập tiếp. Xem. Đây, vòng quay số 2. Rồi, ok. Và được vé quay. Vé quay kim cương anh em. Để xíu là mình sẽ thử xem sao. Ui, đường truyền không ổn định, vui lòng thử lại. Kỳ vậy. Game nó có tình trạng hơi bị lắc anh em, hơi bị sượng lắc. Như là do game chứ không phải là do thiết bị máy của mình anh em. Hiện tại bây giờ máy của mình khá là êm, còn dư khá là nhiều RAM với lại CPU mà. Rồi C. Chém gió. À, đây là cái năng lượng anh em, năng lượng để đi ải này kia. Đây năng lượng này. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục một cái gift code nữa, đó chính là cái gift code 5.000 thành viên. 5.000 thành viên nha anh em. Ui, được một cái tảng thịt to luôn anh em. Tảng thịt này gồm có 10 năng lượng. Ngẫu nhiên nhận một trang bị cam và 500 vàng. Ok. Tiếp theo sẽ là 20.000 tăng tinh. Ok, giờ mình sẽ nhập tiếp cái gift code này. Đó, cái cú pháp nó cũng khá là giống bên game đảo kho báo nha anh em. Ok, 1.000 vàng có lại 2 triệu bạc anh em. Ok. Đây tiếp tục cái gift code thứ 3. Đó, ok. Gift code thứ 3 sẽ là cái gì đây? À. Ui, một con chó châu không. Đó, năng lượng to, năng lượng này được 100 năng lượng anh em và 2.000 vàng anh em à. 2.000 vàng luôn. Ui, hiện tại bây giờ vàng của mình khá là nhiều rồi anh em. Gương đồ, mở cái gương này ra xem thử là có cái gì bên trong đây. Nó cũng khá là giống với cái game bản tiếng Anh anh em, không biết là nó sẽ có những cái tính năng gì nó hấp dẫn hơn hay là mới lạ hơn hay không. Thì đây là cái nhiệm vụ hàng ngày anh em. Ở đây anh em có thể làm cái nhiệm vụ hàng ngày. Đây, hiện tại bây giờ ở trên ok, hết cái gift code thì bây giờ mình sẽ vô mình lấy cái gift code Luffy Gear 4. Này là Luffy Gear 4 anh em. Đây. Bây giờ mình sẽ nhập cái gift code Luffy Gear 4. Cái gift code Luffy Gear 4 là gift code riêng nha anh em, gift code riêng nha. Đó, chứ không phải là gift code chung đâu. Ok. Đây, bây giờ team mình đã có Luffy Gear 4. Có kit. Các vị tướng đã đầy tướng anh em, không thể nào trang bị được nữa. Bây giờ cần phải tăng cấp để có thể mở khóa nhiều hơn. Rồi ok. Đây thì bây giờ mình đã có hai con tướng rồi, bây giờ mình sẽ vô cho anh em xem thử con Luffy Gear 4 của mình như thế nào. Đây là Luffy Gear 4. Đây sở trường. Nói chung là cái tay cũng khá là êm à. Đây kỹ năng là đấm nào bay lên đấm xuống. Năng sao thì cấp 5 có thể mở khóa được. Tẩy luyện thì 45. Ui, cái này khá là cao. Đây, có nó cũng như là cảm ngọc như bên kia. Có cái điều ngọc nó xấu, anh em, ngọc nó hơi bị xấu. Đột phá lên. Đó, đột phá lên cũng giống như bên kia vậy đó nè. Không đủ đá. Ôi, không đủ đá thì giờ cần phải đi vượt ải. Bây giờ mình sẽ vô trong vượt ra khơi. Đây, biển đông. Chế độ dễ. Nó cũng khá là giống như cái phiên bản tiếng Anh anh em. Bây giờ vô mình trải nghiệm lại đây. Đây X2 thì cần là cái VIP 1 có thể đang là VIP 2 được. Sự kiện. Quà lên cấp. À, ủa. Mình đã nhận được rồi đó ta. Phúc lợi tháng, phúc lợi quỹ trưởng thành gì nè. Phúc lợi tháng siêu cấp 100.000 đồng và 200.000 đồng VIP siêu cấp ngay 1.200 kim cương mỗi ngày. Tặng 200 nhận liên tiếp 30 ngày. Mà ngoài ra không có phúc lợi gì khác hết ta. Quỹ trưởng thành nè. Quỹ trưởng thành này VIP 6 dưới lép 999 có thể mua được 1.000, nhận được tổng cộng là 10.000. À, mua 1.000 vàng thì sẽ nhận lại được 10.000 vàng. Đó, giống như bên kia anh em, giống như bên kia thôi, anh em phải đạt lép lên tới 70 anh em mới có thể nhận full được. Quà đăng nhập ngày thứ nhất. Đây, 100 vàng với lại cái hai cái vé gì nè. Quà đăng nhập trong 60 ngày nhận quà khủng khiếp. Để mình xem thử là khủng khiếp cỡ nào anh em. Ôi nó lướt một phát thì chạy tới dưới luôn nhỉ. Cái gương này là gương mảnh trang bị cam thì phải. Đúng rồi, nhận được một mảnh trang bị cam rồi nè.
tích nạp 100 vàng sẽ nhận được Gibetka. Đây, Gibetka với lại thịt, với lại vàng này nữa. Có cái thông Noel với cái mỏ này nè. Tích tiêu vàng. Tích tiêu 1000 vàng sẽ nhận được cái này, 3000 vàng sẽ nhận được cái này, cái gương túi ngọc F2. Vé quay kim cương. 10000 vàng sẽ nhận được cái này. 15000 vàng sẽ nhận được cái này. Ui, cái gương xịn sò nhỉ. Chọn một trong 6 trang bị hắc kim. Trang bị hắc kim, trang bị màu đen. Ok, chiêu mộ siêu cấp. Chiêu mộ siêu cấp đạt 50 lần sẽ nhận được Sabo với lại Luffy nữa anh em. Mảnh thôi anh em, mảnh thôi nha, được 10 mảnh thôi nha. 70, 90 lần sẽ được 15 mảnh Sabo với lại 15 mảnh Luffy nè. Đây, chiêu mộ. Ôi, có cả Katakuri và Golden anh em. Katakuri với lại Golden nè. Chiêu mộ 400-500 lần mới được anh em, khá là nhiều. Nạp đúng móc, gói nạp lần thứ nhất và còn 6 ngày nữa kết thúc. Cái này là phần thưởng gì đây? VIP 1500 điểm. Nạp đúng móc 100 xu thôi anh em, 100 xu là không biết là bao nhiêu tiền đây nữa. Thì ở trong cái video này mình sẽ để ngẫu nhiên cho anh em những thẻ game nha anh em. Đây, giờ mình sẽ nạp vô trong nạp thử đây. John Lay, đây nạp chấm John Lay. Thì anh em đăng nhập vào cái tài khoản game, tài khoản game và anh em chọn hải tặc loạn chiến nè. Đây, 69 Yamin Zoro đây, danh sách chọn nạp tiền. Ui, vui lòng chọn nhân vật. Đây, ok. Thì ở đây là 50 xu thì sẽ được 10.000 đồng sẽ được 50 xu thôi anh em. Đó, nạp 100 xu phải tốn tới 200.000 lận. Ok. Chọn gói khác, chọn gói bên này. Đó, còn thiếu 20.000 G-Con. Hiện tại bây giờ mình G-Con phải nạp đâu chạy. Đây, anh em phải nạp G-Con ở bên đây. 20.000 đồng sẽ nhận được 20.000 G-Con. Có thể là chọn ví Momo nè. Đây, mình chọn ví Momo đi cho nó nhầm gọi có công nạp. Thì xíu nữa mình sẽ tặng vài thẻ trong ngẫu nhiên ở trong này cho anh em. Đây, để mình xem thử. Hiện tại bây giờ như bây giờ cái móc nó tới... móc nó tới tặng 20k nên. Nên bây giờ là không biết làm sao đây. Mình tưởng đâu là hôm bữa là AD nói là chỉ cần 10k hay là có thể là mua được mấy cái gói ở trong mua là có thể nhận được xanh tóc đỏ nè, bộ trang bị này kia. Tự nhiên bây giờ lại tăng lên là 20k, để bây giờ mình sẽ nạp thử 10k xem sao. Ok, anh em đợi xíu nha. Nói chung là nạp thử trải nghiệm trước anh em, chứ mình không có nạp nhiều đâu. Lỡ đâu game nó bị lỗi này kia là mất tiền uổng. Ok, bây giờ mình sẽ nạp thử 20k trước thôi. Và ở trong video này mình sẽ bạn để mình xem thử là phần thưởng là gồm bao giờ, gồm những cái gì, rồi mình sẽ suy nghĩ, mình sẽ để trong video này là những loại thẻ gì nha nè. Ok, nạp tiếp không? Không, không nạp tiếp, về trang chủ đi. Rồi, ok, xong cái này. Bây giờ mình sẽ vô trong game hải tặc loạn chiến. Đó. Cái này nó cũng khá là phức tạp, anh em phải nạp G-Con vô xong rồi anh em mới có thể chuyển G-Con sang bên đây. Đó, hãy đặt loạn chiến. Đây, 20.000 G-Con, 100 xu. Ok, nạp vô game thôi. Rồi, về gian chủ hết tiền rồi anh em à. Đó, đơn giản là anh em lên trên trang nạp johnlay.vn nè, ở trên đây cũng có đúng không anh em. Đây, ở trên hướng dẫn thì cũng có nè. Hôm bữa là AD có cái đội hình dành cho nông dân anh em, cái đội hình dành cho nông dân bao gồm những con gì đâu, để mình xem lại thử đi. Hôm bữa trước là thấy AD đăng ở trên đây. Ủa, cái bài đó đâu mất tiêu rồi trời. Đội hình nông dân đâu mất tiêu rồi ta. Cẩm nang chiến đầu tư. Cẩm nang chiến đầu tư 1000 gì nè. Ui, cái đội hình nông dân đâu mất tiêu rồi trời. Yogo Thanh Long. Ủa, mất tiêu cái bài đó rồi anh em à. Để xíu mình lên trên group mình kiếm, mà sẵn đó mình sẽ chia sẻ lại cho anh em sau. Rồi, ok. Thì bây giờ mình sẽ vô, mình sẽ nhận phần thưởng, không biết là nhận quà ở đâu đây. Ui, lên được 4.000 bốt rồi nè. Bây giờ mình sẽ vô trong cái, ủa, cái chỗ nạp nãy nằm chỗ nào trời. Vụ sự kiện 7 ngày. Túi, thư, có lá thư nằm đâu trời. Thư đây. À, quà tăng thủ. Quà tăng thủ, ui. Nãy mình nhận hết chưa ta? Như là mình chưa nhận, đã nhận hết thư rồi. Ok, viết thư cho người yêu ấy trời. Bây giờ mình sẽ xem thử là cái chỗ nãy nạp ở đây, để mình cẩm nang
gương đồ của cái chỗ mà sự kiện 7 ngày, sự kiện 7 ngày nhận đăng nhập ngày thứ nhất. Ui, đăng nhập ngày thứ nhất nhận là bộ trang bị tím này, Jogo 130 luôn đấy. Ngày thứ hai sẽ nhận gì đây, mình không biết nữa. Tích lũy nạp 100 vàng, ok, nhận được rồi anh em. Đó, mục tiêu, nhiệm vụ, đó, nhận. Căn cứ chưa được hoàn thành, chưa nhận được, chưa đủ lép. Đảo chưa yêu cầu, chưa xong. À, nó cho mình hiện cái nút nhận lên cho đẹp thôi anh em. Hôm tự chọn Kuma X6 với giá 6.000. Ôi, cái bộ trang bị Kuma đó anh em. Chọn một trong 6 trang bị Kuma. À, được 6.000 là sẽ mua được 6 cái gương luôn anh em. Hồi nãy là mình nạp ở trong cái sự trong sự kiện này quá, đúng rồi nè. Ok. VIP 6, hiện tại giờ mình đang là VIP 1. Đâu, cái chỗ quà lên cấp rồi. Đường truyền không ổn định, vui lòng thử lại. Ui, mới ra mà chặt ruột với ta. Ui, bạn này nhận được Abo sự kiện 7 ngày, nhiệm vụ sự kiện. Để mình xem thử ấy. Thấy trên group nó bảo là nạp 20k nhận khá là nhiều quà thôi ta. Chính thức ra mắt nè. Đây, nạp đầu 10k nhận gói combo 1 triệu gồm tứ hoàng san. Nạp đầu 10k nhận ngay gói combo. Ủa, nạp đầu 10k nhận ngay gói combo ở đâu trời. Để mình vô mình tìm hiểu thử anh em. Đây, gói nạp nè. Bây giờ mình sẽ nhận cái này trước. Nạp đúng mốc, siêu mộ. Nạp đúng mốc 100 rồi nè. Đó, mình đã nhận được một cái đấy ha. Siêu mộ, siêu cấp. Tích tiêu, tích nạp. Đây, tích nạp 100, nhận được kia bét ca 3 mảnh, 500 vàng. Thêm mấy cái vé kim cương. Quà lên cấp. Quà đăng nhập thì nhận hay nhận rồi. Quỹ trưởng thành. Quỹ trưởng thành thì phải mua bằng tiền anh em. Ủa, tướng hồn Jogo thì mình đã đủ up lên rồi nè. Jogo cướp chưa đủ. Thì cái này đi ải anh em cũng có thể quýnh được ra mảnh anh em. Giống như cái phiên bản tiếng Anh là anh em đi ải có thể nhận được mảnh gây lay với lại xanh tóc đỏ anh em. Đó, shop tướng câu trắng. Đây, một mảnh rồi vẫn tôi phải tốn một cái đó. Cẩm nang gì nè. Đây, cẩm nang có hướng dẫn cách nhập gift code anh em. Luffy Gear 4 gift code này kìa. Ủa, mình nói là nạp 10k là nhận gói combo 1 triệu là ở đâu trời. Đạt level 5 nhận free VIP 4. Đăng nhập 7 ngày đạt level 5. Đạt level 5 nhận free VIP 4 hả? Để mình ra khơi mình quýnh tiếp lên thử ấy. Lên level 5 thử ấy. Cần ít nhất 1 sao mới thể bỏ qua trận chiến. À, cần phải đạt 1 sao. Ui, con kia nó trâu bò dữ trời. Ý gì kỳ vậy, một chọt đứt bóng tem mình luôn vậy. Quà lên cấp rồi nè. Bây giờ mình sẽ cường quá mấy con tướng đó, mình lên Luffy Gear 4 nâng cấp lên. Trận pháp trang bị đó, mặc nhanh vô. Giá quỷ bét mặc nhanh, đây mặc nhanh vô. Ui, sao lại có bộ trang bị màu xanh mà không mặc trang bị màu tím nữa ta. Ghé quán rượu để thu thập giá quỷ để trang bị cho tướng. À, bây giờ mình sẽ mặc nhanh cho con này Luffy bên đây. Mình sẽ là cái set trang bị của Jogo này. Ủa, gói ưu đãi đặc biệt ra mắt game nạp đầu 10k nhận giữa combo 1 triệu tứ hoàng san ở đâu chạy. Mình là không thấy rồi nha anh em, không thấy rồi nha. Không thấy ở đâu luôn. Đây, khá là chuối. Không đủ đá, nâng sao, tẩy luyện, sở trường. Nâng cấp ở đâu trời, hiện tại bây giờ đang level 1 à. Không biết cái chỗ nâng sao ở đây, thông tin bên đây là nâng cấp, truyền, trang bị, trận pháp. Không thấy cái chỗ up level ở đâu luôn anh em, trận pháp. Không biết là trang bị kit vô được chưa, chưa được nữa. Ủa, thua à. Sự kiện gì đây, flash sale nè. 50.000 đồng để có thể nhận được mấy cái gương này khá là giống bên gương đảo kho báo anh em. Nói chung là như cái game này ở game trước của game đảo kho báo anh em. Đó, vậy mà nhận thưởng nè, chiến lược nè, nhận thưởng tiếp.
Ui, bây giờ mình ra ngoài mình kiếm cái ngay chỗ mà sự kiện này nãy mà mình vô rồi không còn gì nữa mà nhận hết, vô cái hoạt động hay quốc chiến sắp lọ yêu bo danh sách quà hôm nay được yêu 3 lần à, không trên 3 này em, yêu bo thêm cái nữa hãy quay lại vào ngày mai chỉ được 1 lần đấy em, mỗi ngày chỉ được 1 lần thôi, hội ngộ à, đội vòng quay may mắn à, cái dép kim cương dùng để quay may mắn ở trong đây này em, có thể ra được mảnh gâu trắng hoặc mảnh sabo này em, trang bị à, có thể quay bên trang bị hoặc bên đặc biệt này không hết lít vô được, chỉ lít vô tướng hoặc là trang bị đây, trang bị bên đây nó sẽ ra mấy cái gương trang bị, gương kuma này em, gương trang bị cam nè, bên đây thì nó ra tướng, cái này là gì đây, gói sách kỹ năng, cái này là dùng trong unlock slot cổ vũ à. Còn cái này là gì đây, cơ hội nhận được gương bá đạo tướng hiếm à, xíu nữa mình sẽ quay sau nha anh em. Bây giờ mình kiếm cái chỗ mà đăng nhập sự kiện 7 ngày thử xem, cái chỗ mà đăng nhập nhận vượt ải chương đạt cấp 10 vượt ải, cái chỗ mà nạp 10k để mà nhận đâu trời, top event nè, top người chơi trái quỷ VIP 4, hiện tại bây giờ mình đang VIP 4 anh em, hiện tại bây giờ mình đang VIP 4 nhận quà đây, nhận quà VIP 1 luôn, có VIP không, không có VIP không nè, ôi VIP không không nó lừa mình nè, cú lừa, bên trong mình là cái gì đây, 5.000 HP với 2.500 công trung sĩ gì đó, cái này là tăng số lượng, bên đây là 2.000 HP với lại 1.000 công gì cho mình không hiểu luôn. VIP 6 cơ hội nhận được đá sở trường, đây ở trong này thêm một cái gì nữa nè, rồi cú lừa anh em à, bây giờ không biết cái chỗ mà để nhận con san ở đâu luôn nè, liên minh thơ cài đặt sốc đỏ mỏ sự kiện 7 ngày, sự kiện 7 ngày thì nãy mình đã vô rồi, ngày thứ nhất giảm giá thì nãy mình cũng coi rồi luôn này, mục tiêu đua tết 7 ngày gì nè, để xíu mình xem sao đi, dầm kiếm cái chỗ mà nhận con san ở đâu chạy, chứ là đặt đầu 10k để phải nhận san mà. Nhiệm vụ nè, nhiệm vụ hàng ngày thành tựu hàng ngày, ngày cắt cấp 10 mới có thể nhận vô được anh em, chiến ui khá là nhiều, thách đấu huyền thoại boss, thám hiểm viễn chinh, giải đấu cướp nhà tù, so tài à, khá là nhiều, quán rượu, túi đồ tại giờ đâu còn gì nếu mà xem đâu, đá nè, ngọc cũng không có luôn, đây ngọc nè, khá là nhiều ngọc, vé quay, gương trang bị cam, túi ngọc, xu quốc gia, không xu sao ta, cái chỗ mà nhận tướng đâu chạy, còn quay may mắn giờ không biết ở đâu luôn nè, nạp đầu 10k nhận combo 10 triệu để mình hỏi thế, đăng nhập 7 ngày nhận quả quyền A 5 sao à, có A luôn anh em, nạp móc 100 xu 20k sẽ nhận ngay VIP 5 à, cú lừa đấy anh em à, mình đã nạp 20k rồi mà chỉ lên được VIP 4 thôi đây đó, chỉ lên được VIP 4 thôi anh em, lại là một cú lừa đây, giờ mình để vô trong đây mình quýnh tiếp đi, đây xúc cái con ngựa vàng này, ấy một đấm rồi, bay màu ấy, nhanh vậy tiếp luôn, ôi nhận được mảnh gây lây anh em, nhận được mảnh gây lây à. Ui nhận được mảnh Sanji à. Ok hiện tại giờ đã lên được lép 5 mà sao lên lép nhanh dữ ta, ui một đấm bay màu em hải tặc bên kia, tiếp tục một đấm bay màu luôn, ui nhận được mảnh mắt côn em à, hãy xíu mình sẽ xem từ từ cho anh em nè, xem đã ướt, ui cái bàn tay của con Luffy trên này hơi xấu, hai anh em xin đôi anh em, Luffy và Luffy Gear 4 đây, nhận được mảnh God 20 mảnh anh em à, thêm một mảnh Sanji nữa, tiếp luôn à.
Ui, được một mảnh Sanji nữa nè. Đây, tiếp luôn. Cấp 10 rồi, hiện tại bây giờ mình đang cấp 10 hết ta hay là à, đúng rồi, mình level 10 rồi anh em. Ui, một đấm bay màu luôn. Luffy ở trên thì bị yếu ha, thì bị yếu hơn so với Luffy kia 4 ha. Đây, tiếp luôn, lên level 11 luôn. Ôi sao lên level nhanh dữ ta. Lên level khá là nhanh. À, Nami chưa trả lời nữa. Nami chưa trả lời mình nữa. Đây, tiếp thôi. À, được thêm một mảnh Sanji nữa nè. Đại giờ nó cho mình con gì mình xài con đó thôi chứ biết sao vậy. Con cua bể. Nguyên Luffy của mình đấm hơi bị yếu người ta. Như là Luffy trang bị bộ trang bị tím của Zoro luôn mà sao đấm hơi yếu hơn so với Luffy kia 4 à. Zoro nè, mảnh Zoro nè. X Zoro luôn em. Đấy, bây giờ mình sẽ xíu nữa mình sẽ kiếm cái chỗ để mà nạp 10k. Mình không biết là sao đây. Không biết trên web thì mình lên trên web mình thực hành xem thử là có cái gói không. Gói không. Nạp Zion. Bây giờ mình sẽ vô lại ở trên web mình xem thử y mảnh Phượng Hoàng mắt cô nè, bạch mảnh Phượng Hoàng mắt cô nè. Ui, khá là dễ kiếm mảnh tướng rồi ta. À, hãy đặt loạn chiến. Đây, nạp tiền. Ui, trên này nó chỉ có nạp tiền thôi chứ không có nạp gói nè. 10g con nè. Hay là anh em phải nạp 10g con mới được. Kỳ gì? Lẽ bây giờ mình phải nạp thêm 10g con vô mình test thử nè. Anh em thấy nên không? Bây giờ mình sẽ nạp thử 10k. Bây giờ mình sẽ nạp g con đây tiếp 10 này đây. Bây giờ mình sẽ test thử anh em, mình sẽ test thử cho anh em xem luôn, biết đâu được là 10k sẽ nhận được con xanh tóc đỏ sao anh em. Momo à, tài khoản ok đây, để xíu nha anh em. Đó, tiếp luôn, nhận được một mảnh Phượng Hoàng mắt cô nữa. Đây, bây giờ mình sẽ vô mình test thử hết cho anh em xem luôn, coi như là bay luôn 30k. Tính tên đây, đợi xíu nha anh em, đợi xíu nha anh em, anh em bình tĩnh đợi xíu nha anh em xem. Nếu mà yêu thích mình làm về tự game này nhớ cho mình một like, một đăng ký cho mình có động lực ra nhiều clip hay hơn cho anh em xem về tự game nha anh em. Ui, tai gung quá cho nên nó bị lúc lắc nó xíu nữa anh em nó sẽ tự động nó qua ấy cho anh em thôi, anh em không cần phải lít tai nha. Vì vậy mà anh em có để là treo auto này kia, để treo máy này kia cho nó tự quấn luôn em. Trong vòng vài giây mà anh em không lít thì nó sẽ tự động qua ấy sao giùm cho anh em. Khá là dễ. À, ok, quay lại trang chủ. Đấy, đặt loạn chiến. Đây, nạp tiếp. 10 thôi, đã, bây giờ mình sẽ test thử 10 này thử xem sao. Ok. Rồi, ok, xong. Ui, văng ra ngoài luôn này. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ quay lại mình vô mình test thử xem là có nhận được cái gói xanh tóc đỏ không em. Đó, bây giờ mình sẽ test thử cho anh em xem hết luôn mấy cái mới này. Đó, đăng nhập. Ok, vô luôn, vô. Ok, nhiệm vụ hàng ngày thư. Trong thư có cái quà gì không? Không có quà gì luôn. Đây, nhiệm vụ chính tuyến hàng ngày nè. Thôi, mình vô trong cái sự kiện đi. Trong sự kiện mình xem thử. Quỹ trưởng thành, mua quà lên lép, tích nạp quà lên lép đây. Nhận cái quà lên lép đi. Được VIP 1.000 điểm anh em. Đây, được VIP 1.000 điểm nữa. Đây, một cái gương này đó. Lép 10 sẽ nhận được cái gương này. Nạp chiêu mẫu tướng, nạp đúng móc. Nạp đúng móc 250 thì thể nhận được cái này. Đó. Đóng kết nạp server. Cần tối thiểu 50.000 xu, 30.000 xu mới thể vô được mấy cái dòng này. Ui, 1.000 xu mới thể vô được cái dòng cuối này. Kỳ vậy ta. Không được anh em. Không được rồi. Đây, mình đã nạp đúng móc rồi mà vẫn không có được à. Không có được xanh nóc đỏ nè. Đây, vị trí mình sẽ kiến nghị với AD mới được. Gương đồ. Đây. Nạp. Đó. Hiện tại giờ mình đã lên được VIP 5 rồi nè. Đây, đã lên được VIP 5 rồi. VIP 5 giờ mình sẽ nhận phần thưởng rồi đó. Đây, xíu nữa mình sẽ lên kiến nghị với AD sau. Không thể nào chấp nhận được. Top.
Ui, lại văng game ra nữa. Đây, cú lừa. Đó, ok. Thì bây giờ mình sẽ vô mình trải nghiệm thử cho anh em trước, xem thử như thế nào. 20k hay VIP 5 đặt cấp 30 nhận ngay một trang bị 6 món, đặt cấp 70 nhận ngay một trang bị bạch kim GBK, bộ trang bị bạch kim GBK luôn, đưa top 14 ngày nhận gói quà 6 triệu. Vào game chiến ngay nào, lép 5 nhận huy VIP 4, đăng nhập 7 ngày nhận quả huyền A. Đây là đúng móc sẽ nhận VIP lên VIP 5. Nạp đầu 10k sẽ nhận gói combo 1 triệu gồm tứ hoàng san. Mình chả nhận được cái gói combo tứ hoàng san nào ở đâu hết đây nè. Sự kiện 7 ngày, mục tiêu nhiệm vụ giảm giá này, nhiệm vụ nè, sở hữu giác quỷ mấy này, mấy nhiệm vụ không à, mục tiêu nè, thưởng hàng ngày thì cũng đã xong rồi. Tôi tết nạp 7 ngày đó, đưa tết nạp 7 ngày VIP 4. Ôi mấy bạn ra toàn VIP 4 mà trong khi mình đã lên được VIP 5 rồi. Ôi mình chưa có vô được tết nữa ta. Cấp độ so tài, à đó là tết so tài hiện tại và cấp độ nè. Ok, mình chẳng nhận được cái phần thưởng nào hết nè. Viết thư chút xíu mình sẽ lên mình phản hồi lại mới được. Đây, trận đấu bây giờ mình chắc là mình có thể là trang bị thêm một con vô team của mình này. À, vô được hết luôn nè, được 4 con rồi nè. Đây, ok. Hiện tại giờ lực chiến đang là 174.618 túi. Bây giờ mình sẽ nhận cái trang bị cam gì đây. À, cái nón chopper. Còn cái này là cái túi ngọc. Đây, được hai viên ngọc này. Để xíu mình sẽ vô trong cái vòng quay, mình sẽ quay thử. Gương sở trường. Cái này là sở trường gì trời? À, mà cái đá không à. Ok, tiếp tục ra khơi thôi em ơi. Hiện tại bây giờ là không biết là chừng nào mới nhận được cái gói phần thưởng là san tóc đỏ đây. Ui, tiến hành tiếp anh ta. Rồi, bây giờ mình sẽ vô lại thử xem sao anh em. Đây, nạp xong rồi mà không biết là nhận phần thưởng ở đâu đây nữa. Nhiệm vụ hàng ngày thì mình đã xem rồi nè. Sự kiện thì mình cũng đã xem hết này. Đáng lý ra phải để trong cái sự kiện này cho anh em xem để anh em biết đường. Gói 5. Gói 5, à đây. Gói 5 này là gì đây? Mình cũng không biết hả? Gói quà VIP 5 hả? Nhận luôn. Và gói 7, gói 10, gói cơ bản. Đây, gói VIP 5 ngày thứ 2, gói VIP 7 ngày thứ nhất là nhận được, mình lên VIP 7 mới thể nhận được cái ngày đó nè. Rồi ok, bây giờ mình sẽ xuống tiếp bên dưới. Quà đăng nhập, quà lên cấp, quà tích nạp, sự kiện. Đây, sự kiện này bên đây cũng không có gì dần ngàn, nạp 1.000 mới có thể nhận được, còn bên đây là 100 nè. Đấy, mình đã được 150 rồi, móc nạp của mình đã nạp 150 nè. Tích nạp rồi, tích tiêu. Tích tiêu thì tại giờ mình cũng đã chưa có tiêu kim cương gì hết, cho nên là đã chưa. Chiêu mẫu siêu cấp, nạp đúng móc. Đó, mình đã nạp đúng móc. Ở trên mình đã nhận rồi. Ở góc 2 quỹ chưa nè. Đây, đấy, nạp top, nạp on server. Đây, ok, đây, cái này đã mình đã xong thôi, bây giờ mình sẽ qua tiếp. Không biết giờ nằm ở đâu anh em. Quận chiến sóc lọ, đầu bếp Sanji gì nè, mình xem thử. Sử dụng hồi thể lực, Ubo, Win, Wonderbox sóc lọ nè. Hiện tại dùng 8 xu để mà đến được 12 đến 16 xu. Dùng xu để móc ra này sẽ được nhận nhiều hơn nè. Đây, đó, anh em có càng nhiều xu thì anh em sẽ gom được càng nhiều xu hơn. Giống như là mấy cái game khác anh em. Đây, dùng 288 xu anh em sẽ nhận được 317 đến 3754 xu. Ui. Đây, 2888 sẽ nhận lại được 3000. Ui, lên được 5000 mấy xu này anh em. Bây giờ sử dụng 8888 xu mới có thể nhận được bảng số này. À, ok. Bây giờ gắng để dành xu tới cái mốc đó để mà nhận tiếp hội ngộ. Số lần hội ngộ miễn phí còn lại 6 lần, chưa chọn tướng hội ngộ, chọn Luffy gear 4 nữa. Ủa, chưa chọn tướng hội ngộ gì kìa, nó chọn rồi mà. À, hội ngộ sẽ nhận được Killer anh em. Zogo sẽ nhận được Kuma. Luffy này có thể nhận được Zogo. À, Zogo này có thể nhận được Kuma để mình chưa chọn tướng hội ngộ. Đây, chọn này. Ui, cái gì đây? Kuma nằm bên đây, hay nè. À, nhận được mảnh Kuma anh em, làm lại. Mình sẽ nhận tiếp Kuma luôn đi.
nhận được gì đây? Zogo, mảnh Zogo. Tiếp tục. À, lại là mảnh Zogo tiếp. Khó ra mảnh Kuma quá ta. Ui, lại là cái này tiếp. Bây giờ mình sẽ mở bên đây. Zogo tiếp. Cái gì đây? Ôi, lại là cái này. Không ra được này. À, hội ngộ rồi đầu bếp yêu bom. À, mấy cái này mình đã vô tham gia hết rồi nè. Sự kiện này bên đây là nhiệm vụ hàng ngày thì mình cũng đã làm xong hết đây. Đó, không biết là nhận cái bộ trang bị phụ bản thường, thám hiểm, so tài, cường hóa trang bị. À, thì nãy giờ mấy này mình cũng đã làm rồi hết rồi anh em. Trực chiến, nhận thưởng, hoàn thành chương Arena, hoàn thành Dev 5, sở hữu 5 trang bị phẩm tím, trực chiến 50.000 điểm. Ok, này để mình xíu mình xem sao đi. Tại bây giờ đang bị cây cú, ví dụ mà nhận phần thưởng đây nè. À, đây, đây gọi anh em, quà sự kiện nạp lần đầu nè. Đây, đó, mình đã có thể nhận được rồi anh em à. Đây, San, Super Chocho và 6 cái gương đây. Ui là mẹ. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ vô trong cái túi mình xem thử nè. À, gương trang bị San tóc đỏ, bây giờ mình sẽ dùng thử áo hải quân. Ui, cái này nó cho mình nhận ngẫu nhiên chứ đâu phải là mình nhận nguyên bộ nó. Áo tròn tím. Mở hết luôn. Đây, ui trời, được hai cái quần robot luôn, một cuốn sách, nhẫn rồng. Như vậy là nó đâu có cho mình tự chọn đâu em mà mình sẽ... Ui, tưởng đâu là nhận được nguyên set, ai ngờ đâu là cho random mình em. Ok, bây giờ mình sẽ vô mình xem thử là xanh tóc đỏ như thế nào đây. Xanh tóc đỏ, ok. Xanh tóc đỏ đây anh em à. Đây, review xanh tóc đỏ cho anh em xem luôn. Đây, hãy kiếm sĩ. Vô trong cái đội hình đây, vô trong cái đội hình mình sẽ chặn pháp, mình sẽ thay xanh tóc đỏ vô. Thay xanh tóc đỏ vô vị trí của Kid đi nè. Thay vô vị trí của Kid đi, cho xanh vô giữa đi. Đó, hai bên là hai em Luffy. Trang bị cho con xanh tóc đỏ luôn. Ui, à, đây, ok. Đại bây giờ là đồ đạc nó khá là tựa lưa hột dưa nè. Ui lại toàn là mấy vũ khí không phép không vậy. Nhẫn gồng, hải tặc, món này mấy món này là của mấy thằng hệ pháp sư không à. Đây, mặc nhanh vô đây. Ui, được có 1, 2, 3, 4 món anh em, còn thiếu cái cánh nữa. Đây còn thiếu khá là nhiều. Giờ mình sẽ mặc tạm như vậy thôi. Đây, mặc full set nó sẽ kích hoạt thêm gì không? Để mình xem thử nè. Mặc full set là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nguyên bộ 5 món sẽ nhận được, 6 món sẽ nhận được cái này. Thôi mình để nguyên set đi cho đẹp. Zogo, mình sẽ mặc nhanh cho Zogo. Đây, được cái áo tròn khá là xịn xò. Thêm cái này là cái gì trời? Cái này giống cái còng số 8 vậy. Nhẫn rồng, à chiếc nhẫn rồng anh em à, chiếc nhẫn rồng. Còn cái này để cái quần robot. Áo tròn tím là của ai trời? Mình khá là không quen. Đây, cái áo tròn này là của hải quân. Đây, San hôm nay là San gia nhập hải quân, cuốn sách này là của Kuma. À, cái quần robot này là của nào trời? Mình cũng không biết luôn. Đây, mặc nguyên set, à, áo tròn tím này là của cái chiếc nhẫn rồng này là chung bộ với bên đây mà ta. Gỡ ra. Ui, gỡ ra đâu trời. Đó, gỡ nhanh đi. Mình sẽ mặc cho nó full set anh em à. Đây, gỡ nhanh. Trang bị nhanh vô hình như là nó sẽ ngon hơn thì phải. Đây, trang bị đây, thú cưng hướng dẫn quyền thoại. Thú cưng. À, dùng cho con San tóc đỏ, cho San dẫn thú cưng đi. Ok. Đây, dùng áo này. Cái nhẫn rồng. À, nhẫn rồng, cái quần robot, đôi giày đinh. À, nhẫn rồng, giày robot, cái quần robot đây. À, dùng cái quần robot. Cái nón thì mình xài đỡ cái nón của con Super đi. Rồi, cho Zogo nó vô bên hải quân anh em. Cái móc tay của con Goku Dai nè. Cái móc tay này là của Goku Dai nè anh em. Đây, hiện tại giờ team mình là 4 con này. Ok chưa. Bây giờ mình sẽ vô trong chiến đấu, mình sẽ xem thử. Ủa, cái đội trận pháp mình chưa có set up lại hả? Đây, mình chưa có, như nãy mình chưa có lưu lại anh em. Chưa có lưu thông tin lại ha. Thông tin trang bị nè, ok. Đó. Thì vô gì cũng phải lưu lại cho mình chứ. Ok, giờ gạt hơi nè. Xanh tóc đỏ, chỉ huy Luffy và Zogo đi đánh chiếm. Đánh hải quân, phản bội. Đây, hai này là mấy hải quân nè. Binh. Ui, mấy này khá là trâu bò. Ui, San chéo một phát cũng hết máu rồi em. Bởi mấy này hiện tại giờ đang đấm tay luôn em.
chưa có cái kỹ năng vô sự kiện ấy. À, lên cấp nhận quà. Đây, thấy mình đã nhận quà rồi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ quýnh tiếp ra khơi. Ok, thì anh em chỉ cần nạp 10k vô là anh em có thể nhận được cái phần thưởng nạp rồi. Hỏi nãy cái chỗ mà nạp đó mất tiêu rồi ta. Nạp cái chỗ phần thưởng nạp nãy là mình quên mất tiêu nằm ở chỗ nào rồi đó. Tàu chiến sự kiện mỏ top event top người chơi. Ủa nãy mình vô cái chỗ nào để mình xem ta, quên mất lại nãy xíu nữa mình sẽ xem lại ngoài video, mình xem là lại ngoài video đây nè. Ok, đây thì xíu nữa mình sẽ để ngẫu nhiên mấy cái thẻ hình cạc 10k ở trên bên trong này cho anh em, để anh em có thể nhận phần thưởng nha anh em. Chỉ cần nạp 10k là anh em có thể nhận phần thưởng được rồi. Đây, ok, tiếp tục vượt hành trình anh em. Đây, xanh tóc đỏ khá là xịn xò, chém một phát chết hải quân mình phía sau luôn, đã quá anh em. Tạo hình có vẻ là ngon á, cái đội hình tới 9 tướng ra chặn lên. Đây đó, tiếp theo cái ải tiếp theo luôn. Hiện tại giờ nói chung cái game này lên cấp khá nhanh đây nè, nãy giờ mình lên được level 11 rồi nè. Phẹt, ui nó né mình anh em, ui nó dám né idol xanh luôn, né hả mày, né là ok, nhận được mảnh ít sanji nè. Đây bên kia là hai con hải tặc. Ui con san là chém lan anh em, có thể chém lan được xung quanh luôn đó, chém được hai mục tiêu anh em. Không biết là nếu mà có ba mục tiêu thì có chỉ thể chém được ba mục tiêu, nhận được một trái ác quỷ anh em, nhận được một cái trái ác quỷ gì mình cũng không biết nữa, để xíu mình xem thử mình ra mình trang bị cho anh em. Vô con mấy con tướng này, con cua bể. Đấy, bây giờ mình sẽ ra mình sẽ trang bị cái trái ác quỷ vô xem. Được thêm một mảnh san nữa. Rồi bây giờ mình sẽ ra ngoài đi, trở về đi. Đó, bây giờ mình sẽ vô mình trang bị cái trái ác quỷ vô. Tên tên trái ác quỷ. Ui, quá chiến. Cần level 13 mới có thể mở khóa tính năng này. Chiến với boss Kaido anh em ạ. Ok, bây giờ mình sẽ cố gắng mình lên level 13 đi nè. Mình lên level 13 đi, mình sẽ mình lên level 13 xong rồi mình sẽ vô mình chiến với con boss Kaido. Cái ống này nè, cái ống gì trên, cái lược hả, lược đánh này nè, ống lược đánh ở bên trên nè. Đó, còn HP nè, HP mấy tướng, còn bên trên này là cái ống lược đánh, và con nào cái tốc độ nhanh thì sẽ vô quánh trước anh em. Đó, ok. Đó, hiểu rồi, cái ống này này là chủ yếu là cái tốc độ đánh của mấy con tướng này. Đây, con San của mình có thêm con Milu ở bên dưới. Đó, Milu bên dưới này nè. Ok, xong. Nhận được thêm mảnh Marco thì hiện tại bây giờ đã lên được level 12 rồi nè. Bây giờ mình sẽ quýnh nhanh đi. Đó, quýnh nhanh để mình lên level 13 mình vô mình quýnh boss tử nè. Mỗi lần quýnh như vậy sẽ lên được một ống HP. Ui nhận được mảnh Luffy nè. Đây để mình xem thử có thể nhận được thêm mảnh gì nữa không. Nó load thời game hơi chậm mà nhận được mảnh Zogo nè. Thì ở đây hình như nó cho mảnh ngẫu nhiên mình phải nè. Nhận mảnh Zogo tiếp. Như nãy có một số ải mình thấy có nhận mảnh san thì có mảnh san với mảnh gây lây nữa nè. Ui hết được rồi, giờ mình sẽ qua tiếp ải tiếp theo đi. Phẹt bung, ok đó là dễ dàng. Ôi nhận được mảnh gây lây nữa nè, đây gây lây nè. Đó bây giờ mình sẽ tiếp tục thôi nè, tiếp tục cố gắng lên level 13 rồi gặp người yêu của Luffy vô Hàn Quốc binh yêu thương thì tầm này. Đấm một phát đi luôn. Ôi sở hữu cái áo gì đẹp ấy nè. Ui áo Kuma mảnh Zogo bung phẹt. Đây con Sa nó có khả năng chém lan được hai mục tiêu nè. Luffy ở trên này cũng đấm lan hai mục tiêu nè. Ui khá là êm. Đó là cái kỹ năng của Luffy anh em, biến hai cánh tay thành Haki. Đó đây khá là đẹp. Hiện tại giờ Luffy nêu mặc bộ đồ ở bên Wano Quốc anh em, nó chỉ đấm lan được cái hàng trước anh em, chứ không có đấm lan được tới cái hàng sau anh em, chỉ đấm lan được cái hàng đầu tiên thôi. Zogo hơi yếu ha. Ý Luffy này có cái trái quỷ smoke anh em, em quá vậy ta, nãy mình quên mình chưa có trang bị cái trái quỷ nãy mình lượm được nữa. Ui mấy bạn ở chơi này nhận được đồ khá là nhiều nè, gần lên được cấp 13 rồi anh em ạ. Gần lên được level 13 rồi. Cua bể đây, nó chỉ chém được mấy con tướng nữa cùng hàng anh em. Đó, nó chỉ chém được mấy con tướng nữa cùng hàng thôi. Vì vậy mà anh em nếu mà xếp tướng ở cái hàng đầu này, nó chém một phát là dính phát là ba con tướng rồi anh em.
Vậy mình nghĩ là nên chia đều ra các hàng anh em. Ok, lại được thêm một mảnh gây lây nữa. Đây, giờ mình sẽ chiến nhanh đi. Đó, mình sẽ chiến nhanh để mình lên level 13, mình ra mình xúc Kaido thử đi. Đây, ok, lên level 13 rồi. Trở về thôi anh em à, quay về nhà được rồi. Đó là event này là gì ta? Event có thể nhận được ở trong mấy cái ải thì phải, đi đấy đúng mốc là sẽ nhận được mấy cái ải, mấy cái quà này thì phải. Đến ải tiếp theo sẽ nhận được mấy cái quà này. Ok. Đó, xíu nữa mình sẽ vô, mình sẽ nghiên cứu sau. Bây giờ mình sẽ ra, mình sẽ giải quyết con Kaido đi. Level 13 mình có thể xúc được Kaido nè. Ủa, đây, tự động đánh thì sẽ tốn 5 xu à. Đánh thường chưa đến thời gian đánh boss, còn 55 phút nữa boss nó mới sẽ xuất hiện anh em à. À, ok. Vậy thì thôi, bây giờ mình sẽ tiếp tục mình trải nghiệm thôi. Đây, tiếp tục trải nghiệm. Hãy mò biết lâu mới ra được cái chỗ để mà nhận san. Khá là phèn anh em, nông dân cùi bắp. Ok. Tiếp tục lên em. Đây, bây giờ mình sẽ làm cái gì tiếp? Giờ mình đã đi ải tiếp, bây giờ mình nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày trước đi, nhận thưởng. Đây, nhận phần thưởng. Vượt phụ bảng dễ 10 lần. Đây. Ok, anh em đừng quên là ở trong cái này, trong cái video này có những cái thẻ mình cạc 10k ổng nhiên nha anh em. Đó, vì vậy anh em chịu khó săn nha. Đây, cơ hội để cho anh em nông dân trải nghiệm game này dễ dàng hơn với xanh tóc đỏ và 6 cái gương trang bị đỏ. Đó, khá là im. Thì cái thẻ chắc game này chắc còn xíu mình sẽ để thẻ Gosu cho anh em, hoặc thẻ thẻ Gosu đi. Sẽ để thẻ Gosu ở trong này. Đó, anh em nào không chơi cái game hải tặc loạn chiến thì anh em có thể chơi huyền thoại hải tặc hoặc là bỏ bối huyền thoại cũng được. Rồi, ok. Rồi, xong. Thư, vô thư nhận phần thưởng gì nè. Quà chiến thực gì nè. Ui, hai cuốn sách gì tướng ở vị trí số 1 nhận được 0.5 chỉ số các tướng đặt đúng vị trí 2, 3, 4, 5, 6, mỗi cấp tăng 0.5. À, cái này cũng y hệt luôn. Mảnh cử giải, mảnh 1 chặn cử giải tím, mảnh 2 chặn cử giải tím. À, chặn hết luôn. Lượm hết luôn. Đây. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ vô mình trang bị cái trái ác quỷ. Ui, hồn tướng gì nè, mình có thể nhận được con Sanji này nè. Sanji. À. Một con tướng Sanji. Đây, mảnh Nami. Ok, welcome to Nami. Đây, Luffy. Luffy mini. Đây, Luffy còn trẻ trâu. Ok, xong. Bây giờ mình sẽ vô mấy con tướng mình xem thử con San thế mình trang bị cái trái ác quỷ cho nó nè. Sở trường trận pháp trang bị. Đây, trái ác quỷ. Trái ác quỷ đây. Ủa, nãy là nó cho mình một cái trái ác quỷ rồi ta, hay là mảnh vậy? Để mình ra mình xem lại thử nè. Rồi trong cái gương đồ, túi đồ mình xem thử. À, trái ác quỷ nè. Nhấn ẩn chứa sức mạnh vô hạn, dùng trong hoạt động đổi đồ. À, trời ơi, cái trái này dùng để đổi đồ anh em, chứ không phải là dùng để trang bị cho con tướng. Khá là phèn. Ok, bây giờ mình sẽ vô trong cái sự kiện, nãy là có cái sự kiện vòng quay gì đó. Vòng quay may mắn thì phải. Đó, nãy mình được 7 vé này anh em, bây giờ mình sẽ quay thử xem sao, biết đâu được mình sẽ vô được những cái gì đó xịn xò hơn là sao nè. Bây giờ mình không biết là mình nên quay bên trang bị hay quay bên tướng rồi đó. Cơ hội nhận được bá đạo tướng hiếm, có cơ hội nhận gương bá đạo. Cái gương này là sẽ nhận được cái tướng hiếm nè. Có nhận vàng nè. Bên đây vàng với bạc, xu với bạc. Đây, bây giờ mình sẽ quay bên đây 2-3 cái gì đều. Mình sẽ quay bên kia thêm vài cái nữa. Mình sẽ quay hai bên. Ồ, có nổ hũ nữa hay sao? Ta tổng thưởng là 27.000 vàng rồi nè. Gói sách kỹ năng. Ui, à, cái xu này chắc là dùng để nổ hũ nè. Cái này xu này để nổ hũ nè, có thể là nhận được 10% cái số phần thưởng này nè. Đó, nhận 10% sẽ được 2.700 vàng. Đó, ok, cũng có nổ hũ luôn em, vô nổ hũ đi. Búm. Ôi trời, nó dừng lại ngay đó em, khá là nhỏ. Ui, vô ngay thể lực, nó tưởng nào vô ngay cái gương trang bị tướng hiếm này. Gương huyền thoại hả? Luffy nhận được 2 gương huyền thoại này em. Ui, êm vậy ta, ngon quá vậy ta. 2 mảnh sabo nè, 100 tiền mặt. Trời, đá tinh luyện nó mới ghê chứ.
Bây giờ mình chỉ mong là mình sẽ vô trong cái ui, có bạn này tên VIP86 Zugo. Ấy trời. À, hai hai gương huyền thoại anh em à, hai gương huyền thoại. Ngon lành củ hành. Êm quá anh em à, êm quá. Đây, bây giờ mình sẽ quay tiếp ở đây luôn đi. Nổ hũ. Gương huyền thoại tiếp. Ok. Được thêm hai gương huyền thoại nữa anh em. À, ngày gì mà may mắn dữ vậy ta. Điểm may mắn hiện tại của mình là 6 điểm. Mình đã quay được 6 lần rồi anh em. Vô cái gì đây? Ui, đá tinh luyện. Được đá tinh luyện. Ok, bây giờ mình sẽ quay tiếp anh em. Sẽ quay tiếp thêm là sẽ ra được cái gì đây, cái gì đây. Gương huyền thoại. Nổ hũ. À, ui, được cái này cũng được anh em. Cái này cũng khá là mắc tiền nè. Ok, bây giờ mình sẽ ra mình mở thử. Ui, còn vé nữa ta. Còn ủa, hà, hết vé rồi anh em. Nó bị lắc thôi. Bây giờ mình sẽ ra mình sẽ mở thử là mấy cái gương mới nãy là sẽ nhận được cái gì đây. Mình sẽ mở thử một cái gương bá đạo. À, mở ra nhận được mảnh lên em mà. Chứ không phải là nhận được nguyên con tướng. X5 Sanji. Ui. Zugo. Trời ơi, tưởng đâu cái gì hiếm hoi lắm anh em à. Đây, đây, mở ra dẫn cho anh em trải nghiệm thử luôn. Thẻ cướp. Tăng một lần cướp đọt. Hiện tại bây giờ mình đã là 8.435 vàng rồi anh em. Giờ gán lên 8.888 mình sẽ vô trong cái chỗ sóc lọ. Mình sẽ móc cái lọ nữa xem là ra được bao nhiêu vàng. Ok, bây giờ mình sẽ vô trong nhà hàng. Hiện tại bây giờ là quay cái này sẽ tốn tốn vàng đây. Đây, tốn vàng. Ủa nãy mình có thấy mấy phiếu không biết là phiếu dùng để làm gì đây. Đây. Trăm vàng. Ôi bây giờ mình hiện tại giờ mình không có sử dụng vàng nữa anh em. Cái thẻ cướp mình dùng để làm gì đây? Nãy mình được mấy cái vé kim cương thì mình đã sử dụng hết rồi. Đây. Tiếp tục ra khơi hả anh em, tiếp tục ra khơi đi. Hàng ngày hôm nay là mình đã hoàn thành hết rồi. Thành tựu cũng đã xong hết. Bây giờ đợi lên 8.888 vàng sẽ vô sọc lọ tiếp. Bây giờ mình sẽ đi tiếp tục vượt ải. Đây, tiếp tục. Cái con này nó bị nhốt trong cái gương rồi em. À, nó ở trên cái hòn đảo mà giờ đợt đó Luffy đi lên để mà kiếm One Piece, ố kiếm quà gì đó mà có con nó đang ở trong cái gương đó nè. Ok, tiếp tục. Con bò sữa. Bò sữa đến từ phe địch. Ôi đấm một phát chết bò sữa luôn. Ok. Hình như cái này là dùng được mấy cái mảnh này dùng để úp sao tướng này kia này phải nè. Ủa? Cái khối này đâu ra nhiều quá vậy ta? Kỹ năng gì đây? Kỹ năng gì mà có spot đây? À, kỹ năng của Luffy đây. Ok, xong. Chắc là Nami inbox Facebook cho mình đó nè. Là Nami inbox Facebook trả lời cho mình là mấy cái phần thưởng ở chỗ nạp ở đâu. Ok, chỉ cần nạp 10k giờ là anh em có thể trải nghiệm cái game này khá là dễ dàng anh em à. Thẻ Gosu, thẻ gay hoặc là thẻ gì mình quên mất tiêu trời. Nãy là nó tới ba loại thẻ là hồi xíu nữa anh em xem video chắc là khúc đầu anh em biết là cần những loại thẻ gì anh em có thể thanh toán trực tiếp bằng Momo luôn em. Đây, đại giờ mình đã lên F 15 luôn rồi, lên F 15 luôn rồi nè. Nó nhanh ý ta. Chắc là nãy mình hoàn thành mấy cái nhiệm vụ này kia đó anh em. À, VIP 6. Đúng rồi, VIP 6 mình mới có thể là mua cái quỷ trưởng thành. Tại giờ như mình mới VIP 5 anh em. Được thêm mảnh Phượng Hoàng Bắc Cô nè. Để xíu nữa mình sẽ kiếm cái đội hình nông dân VIP cho anh em dễ nuôi rồi mình sẽ chia sẻ sau nha anh em. Tại vì hiện tại giờ mình cũng không biết là cái bài nó nằm ở ngay chỗ nào nữa. Mảnh Nami và Mew tặng rồi. Ok. Ơi ông già Fujitoga một đuôi mù đưa vô đây đó. Hội trưởng hội đuôi mù với thêm thằng bị đuôi một con Bonnie. Ui cái skill của con nào mà nó tung khói tung té vậy. Zogo. Trời ơi Bonnie cái kỹ năng gì như con búp bê Alapel gốm gì. Ok, được thêm ảnh Zogo với lại cái ngọc để khảm vô này nè. Hiện tại giờ đang level 15 rồi anh em à. Nói chung hôm nay là mình trải nghiệm cái tựa game mới là chính. Một xíu nữa xong cái này mình sẽ ra mình sẽ review ạc của anh em tiếp. Để mà cái gì mình chia sẻ với anh em sau. Đây, ok. Tiếp thôi anh em. Hung bịch.
Nói chung là game này cũng khá là vui anh em. À, được thêm một cái giá quỷ dùng để trong đổi đồ anh em. Dùng đổi đồ mình tưởng đâu là giá quỷ này để trang bị cho ông tướng. Ok. Anh em xem clip nếu mà yêu thích mình làm về cái tựa game này nhé, cho mình một like một đồng ý để mình có động lực cho nhiều clip hay hơn cho anh em xem nha anh em. Thì ở clip sau thì mình sẽ chia sẻ với anh em cái đội hình nông dân để mà cho anh em dễ nuôi. Đó, nãy mình không biết mình để ở đâu rồi. Đấy, hiện tại giờ cũng không biết nói gì với anh em luôn, hiện tại giờ cũng đi dược thải nó dùng khá là nhàm chán anh em ạ. Được thêm một mảnh xanh xi nè. Đây, tiếp tục vượt ải tiếp thôi. Ui tấm phát chết địch luôn. One Pull Luffy. À. Ok, như là vừa mới tăng công anh em phải. Đúng rồi, tăng công à, tăng thêm cái màu tím tím là cái gì ta? Cú đấm này chắc là tăng thêm sức mạnh nữa. À, được thêm mạnh Yogo đó. Thôi bây giờ mình sẽ ra ngoài đi, nhàm chán thôi. Dược ải đi xíu, mình sẽ dược ải sau đi. Bây giờ được hai cái gương gì đó. Cơ hội nhận đá sở trường level 4. À, cái này là SP kỹ năng. Được thêm 100 vàng anh em. Được thêm vàng nữa nè. À, hiện tại bây giờ 8.535 vàng rồi. Vô trong dịch vụ mình xem thử đây. Vụ thành tựu hàng ngày nhận được thưởng. À, được thêm 20 vàng, 30 bảnh xanh di SP. À, trong này nó cũng có cho SP luôn anh em. À, ok. Đây, cố gắng lên được 8.888 vàng. Bây giờ mình sẽ vô trong cái gương xem là có cái gì để mà mở nữa không. Được thêm mấy cái đá dùng để tăng bậc anh em, để tăng bậc cho mấy tướng. Tướng mình sẽ vô úp cho xanh nóc đỏ trước đi. Sở trường cảm đá vô. Đây, cảm đá vô sao đột phá. Lên được phẩm tím, đột phá cấp 1 cộng phẩm tím xung quanh này anh em. Đây, tiếp tục luôn. Ui, không có đá để mà cảm vô. À, tinh luyện. Tinh luyện nhanh, tinh luyện thường rồi nè. Tinh luyện này sẽ tốn bạc, tinh luyện ở đây sẽ tốn vàng. Luyện nhanh luôn đi. Ui, hết đá tinh luyện nè. Đột phá lên. À, đá tinh luyện mình còn khá là nhiều anh em. Đây, tinh luyện trung cấp. Luyện nhanh. Bây giờ mình sẽ luyện xem thử có mát được cái ống này không. Chắc là đủ mát nha, đủ mát. Thành công 10 lần, thành công 10 lần. Rồi, ok, đột phá luôn. Tinh luyện tối đa. Tinh luyện tối đa rồi nè. Phải lên cấp nữa mới có thể tinh luyện tiếp được. Bây giờ mình sẽ tinh luyện cho Luffy Gear 4. Tinh luyện cho Luffy Gear 4. Đây. Ui, đủ luôn. Đây, xong, ra luôn. Tại bây giờ còn 1 triệu mấy vàng anh em, 1 triệu mấy vàng đó, bây giờ mình sẽ nâng sao. Đây, tăng sao lên sẽ cần cấp 1, 10 hồn và một thẻ sao. Hiện tại giờ không có cái hồn tướng nè, không có hồn tướng đó mà tăng cấp rồi nè. Đây, con Luffy hiện tại giờ nó đang có cái hồn tướng là chắc là mấy mảnh tướng nè. 10 cái hồn có thể tăng sao lên được. Thẻ tăng sao thì mình có nè. Mình chỉ còn thiếu hồn thôi, ôi hồn Zoro thôi nhiều quý nè. Nami thì không có. À, Sanji bên đây cũng khá là nhiều hồn nè. Luffy nè. Luffy thường nè. Đây, Kid nè. Kid này cũng khá là đẹp, God nè. Rồi hết rồi nè. Hiện tại giờ mình chỉ có bao nhiêu con tướng có thể để mình xem là tướng, hồn tướng có con nào để mà có thể là đập lên được hay không. Đây. Đó, cái hồn tướng là cái mảnh, số mảnh tướng nè. Hiện tại giờ Luffy này có 4 mảnh, để là nó có 4 hồn nè. Con Zoro 133 mảnh nè, 133 hồn nè, mà để cướp nè. Thì đó, mình không biết mấy shop tướng nè. Ngô trắng nè. Sengoku Luffy Gear 4 nè. Có thể dùng cái này để mua hồn của Luffy Gear 4 nè. Đó. Luffy Gear 4 x 5 x 5. Một cái mảnh này có thể mua được 5 cái. Đây, mảnh ngô trắng x 5 nè. Thì không biết là bao nhiêu mảnh ngô trắng thì mới có thể là đọc được. Hiện tại giờ mình ra có 5 cái này. Đó. Cái hồn lệnh mà cái xanh ngọc. Cẩm nang. Cẩm nang thì nãy mình đã xem rồi, nhiệm vụ hàng ngày thì đã xong hết rồi thì phải. Không còn gì để, không có gì để làm, nó cũng còn lấp lánh cái dấu chấm than như là mình đã hoàn thành nhiệm vụ gì đó rồi anh em. Đây xíu nữa mình sẽ vô mình quýnh Kaido thử xem sao. Tại giờ mình để mình xem thử mình sẽ làm tiếp gì đây. Liên minh thư thì liên minh thì phải cấp 30 có thể mở khóa được bạn bè nữa nè. Và bạn bè đề xuất kết bạn nè. Ui, làm mới thầy thử em coi có ai xịn sò hơn không. Kết bạn 114 nè. Đây 117 nè. Kết bạn mấy cái bạn xịn xịn xíu vô quýnh lộ nè. Đây mấy này người này sao toàn là lép giống hệt nhau à. Ok thì anh em nào mà có chơi cái game này thì vô kết bạn với mình nha anh em. Có danh sách bạn số lượng 50 bạn ở nhiều hơn bên đảo kho báo. Bên đảo kho báo chỉ giới hạn có 20 bạn anh em.
sợ đông quá là tặng bia nhiều sẽ lại lỗ hay sao. Ok thôi, tạm thời ngày đầu tiên thì anh em chúng ta sẽ trải nghiệm như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ vô mình sẽ trải nghiệm thử, sau đó mình xem thử có cái gì để mà làm, mình sẽ làm clip mình sẽ chia sẻ với anh em sau nha anh em. Rồi ok, mình sẽ kết thúc clip đây thôi. Anh em đừng quên là cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực cho nhiều clip hay hơn cho anh em xem, và đừng quên để lại đóng góp ý kiến của anh em dưới phần bình luận nha. Nếu anh em yêu thích cái tựa game này do mình làm thì anh em cho mình nhiều nhiều like xíu để mà mình có động lực ra nhiều clip hay hơn cho anh em xem. Rồi ok, mình sẽ kết thúc clip đây thôi. Cảm ơn anh em rất nhiều, tạm biệt anh em, bye bye anh em.